Ừ đúng rồi đấy. Hai đứa đi ngủ đi nhá. Để tí nữa mẹ gọi bé dậy đi học nữa. Đứng mà chơi đó. Muộn rồi đó. Mình nghe nhầm á. Bật nhạc à? Giấu cái gì nữa mà giấu? Có sao mà mẹ đi ngang qua là mẹ cứ nghe cái tiếng nhạc mà vào là thế thôi. Đưa máy đây cho mẹ, tịch thu máy, đưa đây. Máy của mẹ mà bắt đầu là lấy ra bắt đầu là xem, đưa đây. Mang đây, tịch thu. Mang lại đây. Càng lại cầm máy ở đây cho mẹ nhé đi. Hết cả nghìn rồi đúng không? Lúc nãy mẹ đi qua mẹ đã ngợ ngợ một lần rồi, mẹ cứ nghe cái tiếng nhạc thôi. Vào mở cửa lại thấy đang ngủ. Bây giờ nằm xuống ngủ cho mẹ. Nằm xuống ngủ. Ca lại nằm. Ca lại đây nằm. Nằm nó ra. Mẹ lúc nãy mẹ đã dặn rồi là ngủ đi, tí nữa mẹ còn cho đi học nữa. Sắp đến giờ đi học rồi. Thế mà ngồi cứ ngồi mà bật nhạc được. Ca đi ngủ đi xem nào. Bình mắt lại, đi ngủ đi.
Mẹ ngồi đây mẹ canh đấy nha. Đừng có mà giả vờ với mẹ. Đính mắt lại. Chứ làm sao? Hay là mẹ la đi học nha. Mẹ đi học. Đi học nha. Nhưng mà bây giờ đang sớm lắm, trường chưa có ai cả. Nào, có đi ngủ không? Ừ. Nhảy nhót. Em, bé, con có đi học không? Đi học. Đi học hả? Đi học. Đi học, mẹ biết là đi học nhưng mà bây giờ chưa đến giờ. Đến trường chưa có ai cả nên là bây giờ ngủ đi đã. Rồi, ngủ đi, nhắm mắt lại. Không cần bịt mắt nữa, nhắm mắt thôi. Ờ, đến mẹ cho Kaka ngủ đây này, Kaka không chịu ngủ này. Em chịu ngủ. Con bịt mắt lại. Bịt mắt lại. Bé. Đi ngủ đi nha. Không dạy chơi nữa nha. Cho Kaka ngủ nha. Nhắm mắt lại. Đây. Bịt mắt lại. Con có bịt mắt lại không? Bé. Bịt mắt lại.